Nữ tiếp viên hàng không lọt top 10 HHVN 2020 ngày càng quyến rũ và nóng bỏng. HHVN 2020 Đặng Vân Ly gây chú ý với vẻ ngoài ngày càng sành điệu và quyến rũ. Mới đây, người đẹp top 10 HHVN 2020 Đặng Vân Ly xuất hiện cực kỳ cá tính và quyến rũ trong bộ ảnh thời trang mới được đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Diện trang phục theo phong cách mẻn sờ với hai gam màu đen trắng kinh điển, Vân Ly vẫn khéo léo khoe được đôi chân thon dài cực kỳ quyến rũ của mình. Có thể nói, so với những hình ảnh dịu dàng và nền nã trước đây thì người đẹp đã có sự lột xác vô cùng ấn tượng. Sau cuộc thi HHVN 2020, người đẹp quay lại với công việc tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và tham dự các sự kiện. Vân Ly cũng chia sẻ cô chưa vội tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung hoàn thành việc học và công việc tiếp viên hàng không. Vân Ly cũng nhận được một số lời mời tham gia một dự án phim truyền hình nhưng vì lịch trình bận rộn, người đẹp đành lỡ hẹn. Mặc dù vậy, cô cho biết thời gian tới cô sẽ học thêm về diễn xuất và dẫn chương trình để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Lần đầu chạm ngõ cuộc thi sắc đẹp lớn nhất quốc gia và lọt vào top 10, Vân Ly cho biết đây là một cột mốc khó quên trong tuổi trẻ rực rỡ, giúp cô tìm thấy một Đặng Vân Ly hoàn toàn mới so với trước đây. Người đẹp cũng hé lộ rất có thể trong thời gian tới sẽ tham dự thêm một cuộc thi sắc đẹp nếu cảm thấy phù hợp. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.